Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi, bày tỏ lo ngại Israel trong nỗ lực đáp trả sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Grossi cũng cho biết các cuộc thanh sát của IAEA đối với các cơ sở này tại Iran sẽ tiếp tục vào hôm nay 16 tháng 4. Theo tổng giám đốc IAEA, Iran đã tạm đóng cửa các cơ sở hạt nhân trong ngày cuối tuần vì những cân nhắc về an ninh và mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 4. Quan chức Liên hợp quốc này cũng cho biết IAEA đã cố gắng giữ các thanh sát viên tránh xa các điểm nóng và dự kiến sẽ sớm nối lại việc thanh sát theo ông Rafael Grossi gián đoạn nhất thời không ảnh hưởng đến tiến độ công tác này